nói sợ anh cứ đòi chơi là ai. Em vẫn tiếc anh vì em thì không ngờ ai. Nhưng em biết việc này rất là có hại. Chơi vui vậy thôi đừng xa đà. Rồi mai mê đi lập bước lại lá cà. Nhìn anh căng thẳng quá chẳng đành em phải nói ra. Vì niềm vui được thế gì đâu về ban mùa. Vì cuộc chơi thì đâu cần thắng thua. Vậy thì cứ vui mặc cho người ta về ganh đùa. Ngọt cao đâu như một đứa cua. Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cầu mày. Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may. Làm cho em cứ nghĩ suy đến hào gầy. Cũng là do tính anh hay gào. Do tính anh hay gào. Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao. Vậy thì thôi bắt tối nay em khao mời. Rồi ngày mà em buông lời. Chờ anh bơi luôn nhất. Vậy thôi bỏ gì bỏ. Bỏ gì bỏ thôi. Nghỉ chơi bỏ gì luôn. Đây từ đầu, đọc lại như thế sao mà quay đầu. Yêu em tất cả tôi là hiểu sai. Vậy thôi bóng xì bóng thôi. Nghỉ chơi bóng xì luôn nghỉ chơi. Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi. Anh đã ra toàn sách giáo khoa em không đọc. Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cầu mày. Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu mãi. Làm cho em suy đến hào gầy. Cũng là do tính anh hay gào. Do tính anh hay gào. Từng ngày qua cuộc chiến anh đã khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao. Vậy thì thôi bất tối nay em khao mời. Rồi ngày mà em buông lời. Chắc anh bơi bơi. Tâm đến như vậy, nếu trò chơi đã như vậy, miệng là vui vẫn ok. Cuộc đời nào giống cuộc chơi, việc gì phải có mà tới, đâu mình cần khoảnh khắc như ơi, dù nhiều lại hóa sơ hơi. Trái tim này còn nóng, đâu vẫn phải lạnh, hít vào thở ra, đừng có liều quá rồi lại sạch sạch xanh. Gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, baby, em nói từ đầu. Baby, can you stay? Mai kia coi ngày, cho cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy? Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Đi 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 lắm. Em nghe vào nhà thương, em nghe vào nhà thương, em nghe vào nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em xin tình. Yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay tiếng cứ tiếng xuyên qua trời đêm, anh nhìn tiếng cứ hiếng xuyên ngay vào tim. Anh chết em rồi, anh chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có hâm không?
Một khung cảnh thật rực rỡ. Sự rực rỡ không chỉ đến từ hình ảnh, sự rực rỡ còn đến từ âm nhạc. Hoàng Thùy Linh và D-Tap là những nghệ sĩ trẻ đã kiên định trên cuộc hành trình mang màu sắc văn hóa dân gian Việt Nam đến với công chúng, đặc biệt là đến gần hơn với những khán giả trẻ.